Thưa quý vị, sáng ngày 12 tháng 4 năm 2023, tại hội trường Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Hòa, chùa Linh Nguyên, ấp Bình Tảm 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã diễn ra hội nghị triển khai luật tín ngưỡng, tôn giáo và nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng, tôn giáo. Quang Lâm chứng minh và tham dự có Đại Đức Thích Lễ Duyên, Phó Ban kiêm Chánh Thư Ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Hòa, Thượng tọa Thích Nhuận Thành, Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, cùng Chư Tôn Đức Ban trị sự huyện Đức Hòa, Chư Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện, đại diện lãnh đạo chính quyền, ban ngành huyện đồng về tham dự. Sau nghi thức niệm Phật truyền thống, Đại Đức Thích Minh Trí, Chánh Thư Ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đức Hòa giới thiệu thành phần tham dự và thông qua chương trình. Tại đây, ông Nguyễn Văn Mân, Trưởng Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Long An chia sẻ luật tín ngưỡng tôn giáo và nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo. Ông nêu ra từng trường hợp cụ thể giúp cho đại chúng lãnh hội kiến thức một cách tốt nhất. Một số điểm chính như dự định thay thế nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017, các quy định về xử phạt hành chính đối với các tổ chức và cá nhân vi phạm luật tín ngưỡng tôn giáo, một số vấn đề bất cập có liên quan về việc thành lập cơ sở tự viện mới, những hành vi bị nghiêm cấm trong luật tín ngưỡng tôn giáo. Luật tín ngưỡng tôn giáo là bộ luật quan trọng giúp tín đồ các tôn giáo thực hiện việc hành đạo đúng với pháp luật quy định. Phiên họp kết thúc trên tinh thần hoan hỷ, đại đoàn kết.